Thân mến, chào mừng các bạn học sinh lớp 11 trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Như vậy là sau khi chúng ta học xong cái unit 1 của phần sách giáo khoa đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập. Mỗi cái unit nó đều có cái bài tập của nó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái sách bài tập của tiếng Anh lớp 11 các bạn. Và đây cũng sách bài tập của tiếng Anh lớp 11 do Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam này các bạn. Và các bạn, đây là cũng là cuốn sách bám sát chương trình của các bạn, và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tất cả các bài tập trong này và tất cả các cái nội dung trong sách giáo khoa và tất cả những cái bài thi kiểm tra 15 phút một tiết cũng như học kỳ vân vân cho các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để các bạn tiếp tục đón nhận thêm nhiều video của mình các bạn nhé. Và bản thân mình cũng có thêm nhiều niềm vui để mình ra nhiều video hay cho các bạn. Vậy thì cái bài tập, sách bài tập của chúng ta thì các bạn biết rồi, thì ở phần cuối các bạn đều có đáp án. Tuy nhiên mình vẫn phải quay các video này để mình hướng dẫn các bạn. Một số bạn, rất nhiều bạn là bạn mặc dù biết cái đáp án nó như vậy nhưng các bạn không hiểu vì sao nó lại ra cái đáp án đó. Và việc của mình là mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu để các bạn nắm chắc, các bạn có kiến thức để sau này các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của các bạn và các bạn đi thi cũng như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta vào cái phần, vào cái unit 1. Cái bài của unit 1 các bạn biết rồi, Friendship. Vậy thì mỗi cái phần bài tập của chúng ta, mỗi unit thì người ta đều kết cấu theo 4 cái. Một cái là phần luyện đọc, phần language focus, phần speaking, rồi phần viết vân vân. Các bạn sẽ được theo tuần tự. Mỗi phần thì các bạn có những cái bài tập nhất định. Ví dụ như đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần reading, phần luyện đọc. Vậy thì phần reading, phần luyện đọc của chúng ta ngày hôm nay á, trong cái unit 1 này á, là các bạn sẽ được làm hai phần, phần 1 và phần 2. Mỗi phần thì có những cái bài tập riêng của nó. Đó, như vậy là phần 1 của chúng ta ngày hôm nay á, cái part 1 này. Cái part 1 này á, là người ta yêu cầu mình làm gì nè các bạn? Yêu cầu đọc cái bài văn ở dưới đây, rồi sau đó làm những cái bài tập ở phía dưới. Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu cái bài văn này một cách rất là nhanh chóng, rất là gọn thôi. Rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Rồi, đầu tiên này, các bạn để ý này, là trong số những cái người bạn của tôi á, trong số những người bạn tôi có thì David Warren này là một trong số những người mà tôi thích nhất này. Đó là người tôi thích nhất. Anh ấy rất nổi tiếng không chỉ trong lớp học của tôi mà còn là nổi tiếng trong cả trường luôn. Anh ta là một tài năng và anh ta thích, như thế nào các bạn? Anh ta thích cái sự thân mật thoải mái đó. Anh ta rất là dễ gần gũi. Ok, các bạn hình dung được chưa? Rồi, đó là cái đoạn đầu tiên. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái đoạn tiếp theo này các bạn. Chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo này. Hầu hết sinh viên ở trường tôi đều biết anh ta như là một vận động viên bơi lội của nhà vô địch của bơi lội đó các bạn. David luôn luôn đại diện cho trường tôi trong cái bơi tự do, trong cái môn bơi tự do, và đã giành rất nhiều huy chương trong các cái cuộc thi. Năm ngoái trong cái cuộc thi ở quận này, giải vô địch ở cấp quận này, David đã là người ghi bàn rất là quan trọng để cho đội chúng tôi giành huy chương, chiến thắng huy chương. Đây có thể là chiến thắng huy chương vàng đó các bạn, đó giải nhất luôn đó. Và anh ta được nhớ rất nhiều bởi rất nhiều những người bạn cùng lớp trong cái điều này, cho cái điều này, có nghĩa là người ta rất là nhớ đến công lao này của anh ta. Đó, bạn David này á, có thể nói bạn rất là giỏi và là có nhiều cống hiến, được chưa các bạn? Rồi, bây giờ tiếp tục này các bạn này, tiếp tục những cái đoạn tiếp theo này. Rồi, rồi những đoạn tiếp theo là từ cái đoạn thứ ba này. David chào các bạn. David thì là rất là thân thiện. Đó, để mình ấy xuống tí cho các bạn giờ thấy. David thì rất là thân thiện với hầu hết mọi người. Và anh ta sao các bạn? Anh ta được biết như là một người nói chuyện vui hài, vui cười trong lớp đó. Thỉnh thoảng trước khi giáo viên đến lớp dạy thì anh ta thường đứng trước lớp và ném cho chúng tôi một câu đố. À, cái chỗ này thực ra chúng ta dùng cái từ này thì chúng ta nói vui thôi, chứ thực ra không ai dịch là ném cho chúng tôi một câu đố, đúng không nào? Bản thân từ này là từ ném, mà thực ra là anh ta đứng trước lớp và hỏi chúng tôi những câu hỏi, đố chúng tôi những câu đố, đại loại là như vậy. Và câu đố yêu thích của anh ta đại loại như là bạn biết tại sao hay là gì đó, bạn có biết tại sao là gì đó, vân vân. Thực ra anh ta chẳng bao giờ cho chúng tôi thời gian để trả lời cả, và anh ta sẽ la to lên, hét to lên câu trả lời hầu như ngay lập tức. Và cả lớp sẽ ồ lên cười. Đó, cả lớp sẽ ồ lên cười to. Và thậm chí khi David được gọi đứng lên trả lời một câu hỏi của giáo viên, thì trong câu trả lời của anh ta cũng thường bao gồm một câu nói đùa hoặc lời nhận xét hay lời bình luận mà nó làm cho tất cả chúng tôi cười. Và thông thường bởi vì cái sự vui đùa của anh ta là rất là thú vị, cho nên giáo viên cũng sẽ cười cùng với chúng tôi. Đó, người ta kể về cái anh bạn này rất là hay, đúng không nào? Và sao? Bây giờ chúng ta tiếp tục đoạn cuối này.
David cũng thích cái gì các bạn? Thích tổ chức cái việc cái gì? Cái việc đi chơi này và tụ tập cùng nhau này, không như một số người khác là những người đó thường mời những cái nhóm nhất định, cũng giống như là mời những cái nhóm nhỏ đó chứ không có mời cả lớp. Trong khi David thì sao? Thường tổ chức cho cả lớp đi chơi. Đó. Một lần nọ anh ta tổ chức một lớp chúng tôi đi ra ngoài đi chơi trong sở thú. Thì đến cuối cái buổi viếng thăm sở thú đó, thì để cái tỏ chứng tỏ để bày tỏ cái lòng cảm kích kính trọng của chúng tôi dành cho giáo viên, thì sao, dành cho giáo viên của chúng tôi này, thì David đã sao, đã sắp xếp một cái bữa chiêu đãi đặc biệt dành cho giáo viên của chúng tôi, người mà đi cùng với chúng tôi đó. Và đương nhiên hóa ra điều này là người ta biết đến cái sự phục vụ ở đây này, cái hóa ra cái điều này á, là anh ta đã sắp xếp cái sự phục vụ dành cho giáo viên như là một cái buổi chiêu đãi đặc biệt của sở thú đó. Cái buổi chiêu đãi đặc biệt của cái sở thú này có nghĩa là gì? À, cái bữa đó có nghĩa là cái buổi chiêu đãi đặc biệt này có tên gọi là uống trà với cái con tinh tinh này này đó. Con tinh tinh này uống trà với con tinh tinh, đây là điều rất là đặc biệt đó các bạn, ai cũng thú vị đúng không nào, uống trà với con tinh tinh. Mà hóa ra cái con tinh tinh này, có con động vật này nó được thuần dưỡng rồi, nó được thuần hóa rồi, và nó cũng được huấn luyện rất kỹ, rất chu đáo để nó ngồi một cách yên lặng, nó uống trà với những khách du lịch là con người đó. Như vậy là vị giáo viên đi thì cùng với lớp cũng được một cái bữa chiêu đãi đặc biệt đúng không nào. Các bạn cảm giác mình đang ngồi uống trà với một con tinh cảm thấy thích thú chứ, đúng không? Rất là thú vị. Và tất cả chúng tôi bao gồm cả giáo viên cũng rất là hạnh phúc và tất cả đều cười to. Đó, cười rất là vui sướng, hạnh phúc với cái sự đóng góp của các bạn David này. Rồi sau khi mình hướng dẫn các bạn đọc hiểu rồi, vậy thì bây giờ mình giúp các bạn làm các cái bài tập này nhé. Mình cho bài tập rất là ngắn gọn thôi. Bài tập số 1 này các bạn. Bài tập số 1 là người ta nói chọn mà, người ta cho mình đúng hoặc sai, đúng là true, sai là false. Đó. Vậy thì năm câu này là đúng hay sai các bạn nha. Câu thứ nhất là David Warren is, để mình hướng dẫn các bạn hiểu luôn, cái lúc này không phải là lúc luyện nói, khi nào luyện nói thì mình hướng dẫn các bạn. David Warren này là người bạn nổi tiếng nhất của nhà văn, đúng hay sai? Nếu chúng ta không đọc kỹ bài văn á, thì chúng ta rất dễ lộn các bạn. Người bạn nổi tiếng nhất của nhà văn trong bài không nói, mà trong bài chỉ nói là cái ông David Warren này á, chỉ là người bạn tốt nhất của nhà văn thôi, chứ không phải là người bạn nổi tiếng. Mặc dù anh này nổi tiếng cả trường luôn, cả lớp luôn, nhưng so với nhà văn chỉ là người bạn tốt nhất của nhà văn. Còn có thể người nổi tiếng khác là bạn của nhà văn, có thể là một ai khác mình không biết được. Đó. Như vậy câu này nếu các bạn đọc không kỹ, chúng ta dễ bị đánh lừa là chúng ta chọn đúng là sai liền, đúng không nào? Cho nên câu này là sai, false. Đó. Chỉ là người bạn tốt nhất của nhà văn thôi, chứ không phải là người bạn nổi tiếng nhất nha, không phải so với nhà văn của nhà văn đó. Rồi, đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ câu 2 này. David là một vận động viên tốt nhất trong trường của anh ta. Ồ, câu này thì hoàn toàn đúng rồi. Anh ta luôn luôn giành giải vô địch đó, các bạn thừa biết rồi đúng không nào? Đó, anh ta luôn là người giành giải vô địch cho trường và là vận động viên bơi lội tốt nhất trong trường đó. Câu 3, David luôn nói đùa với những người bạn của anh ta và giáo viên anh ta. Các bạn lưu ý, các bạn để ý cái cụm từ chỉ thời gian, cái từ chỉ thời gian này với cái từ chỉ tuần suất này. Nếu chúng ta đọc không kỹ cẩn thận là chúng ta cho rằng anh ta luôn luôn nói đùa là không được, mà là chỉ là thỉnh thoảng thôi. Chúng ta vừa đọc đúng không nào? Chúng ta vừa đọc chúng ta thấy cho nên câu này cũng viết sai. Là sai, thông tin chúng ta người ta cung cấp là sai, mà là thỉnh thoảng anh ta nói đùa thôi, không phải là lúc nào anh cũng nói đùa, trong khi cái này là always, là lúc nào cũng nói đùa thì không được, không bao giờ cho phép điều đó đúng không nào. Và thực tế các bạn cũng đều biết rồi. Rồi đó là câu 3. Bây giờ câu 4 này, David thích đi picnic và gặp gỡ nhiều bạn bè. Câu này ok rồi, rất đúng với anh ta đúng không nào. Đó, vậy rất là dễ đúng không nào. Câu 4 là đúng. Rồi, và bây giờ câu 5, câu cuối cùng của bài tập số 1 này các bạn này. Cái việc đi ra ngoài yêu thích nhất của David là gì? Đi sở thú. Câu này nếu các bạn không để ý, các bạn chọn đúng là cũng không được, mà là sai. Bởi vì sao các bạn? Sai bởi vì cái việc đi ra ngoài ta không phải là đi sở thích, là cái việc yêu thích nhất, cái việc đi ra ngoài đâu, không phải. Mà là trong bài chỉ cung cấp là có một lần anh ta dẫn lớp đi ra ngoài, chứ không phải là cái việc đi ra ngoài sở thú là yêu thích nhất của anh ta nha, không phải thế, mà là có một dạo anh ta dẫn lớp đi ra ngoài này.
đó, tổ chức đi ra ngoài là đi đến sở thú chứ không phải là việc yêu thích của người ta, không phải đến sở thú là cái việc đi ra ngoài sở thích yêu thích của người ta, đúng nào? Do đó là câu 5 là chúng ta chọn là sai là chắc chắn rồi. Đó, đó cũng là bài tập số 1. Bây giờ chúng ta vào bài tập số 2 luôn các bạn. Cái phần 1 này chúng ta làm nhanh thôi, hai bài tập này. Thế thì hai bài tập này thì cũng có trong đáp án cho các bạn, mình hướng dẫn các bạn hiểu luôn, ngắn gọn thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Ví dụ câu 1 này. Bạn biết như thế, bạn biết gì về người bạn của nhà văn David Warren thì rất dễ trong bài nói rồi đúng không các bạn? Đây, chúng ta nhìn đây, đáp án này, câu 1 của chúng ta này. Cái anh ta là một người bạn tốt nhất của nhà văn này. Anh ta nổi tiếng không chỉ trong lớp của ta mà trong cả trường. Và anh ta là một tài năng và anh ta thích việc đi ra ngoài. Đó, ra ngoài chơi đó, đi chơi đó. Rồi, đó là câu số 1. Bây giờ câu số 2 này. Bạn biết như thế nào về David là nhà vận động viên bơi lội, nhà vô địch bơi lội đấy? Rất dễ đúng không các bạn? Câu 2, đơn giản luôn. Các bạn trả lời luôn. Anh ta luôn đại diện cho trường trong cái cuộc bơi lội, của cuộc thi bơi lội tự do này. Và anh ta chiến thắng, giành rất nhiều huy chương cho các cái cuộc thi. Đó các bạn thấy chưa? Đó là câu 2 trong nội dung trong bài đã nói rất rõ rồi. Câu 3 của chúng ta này các bạn này. Đây câu 3, bài này vào cái bài tập số 2 này có 4 câu thôi. Bạn biết như thế nào về David, người mà là người nói lùa đùa trong lớp? Đó, người nói đùa đây, thỉnh thoảng này các bạn thấy chưa? Chứ không phải là luôn đâu nha, luôn luôn đâu nha, mà là thỉnh thoảng này. Trước khi giáo viên đến lớp đó thì anh ta sẽ đứng trước lớp và đố những câu đố, đố các người bạn một câu đố. Và điều này thường làm cho cả lớp hóa lên, bật lên cười đó các bạn. Đó, rất dễ đúng không nào? Rồi, đó là câu 3 và chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Là cái sự khác biệt giữa cái cách mà tổ chức đi ra ngoài và tụ tập của David so với những người khác như thế nào các bạn? Những người khác thì tụ tập từng nhóm nhỏ như mà David thì sao? David là tổ chức cả lớp luôn, đúng không nào? Đó, những người khác thì sao? Thường mời những nhóm cụ thể, đó, những nhóm nhỏ. Nhưng David thì sao? Thường tổ chức cho cả lớp đi chơi. Đó, các bạn để ý gì? Đây là một cái câu rất là khó mà chúng ta cần phải suy luận, chúng ta mới hiểu được. Ok, đó. Một số người khác thì đi ra ngoài tụ tập thì thường mời những người bạn thân hay những người cùng sở thích gì đó, vâng. Nhưng mà David thì không, mời cả lớp, tổ chức cho cả lớp đi luôn. Rồi, như vậy là cái bài tập, cái phần luyện đọc này, cái phần part 1 này chúng ta cũng đã giải quyết xong rất là đơn giản đúng không các bạn, rất là dễ. Và hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn tiếp cận những cái video tiếp theo các bạn nhé. Và bản thân mình cũng rất là vui. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.